Chào các bạn, hôm nay dụng cụ nghề Hoàng Long xin giới thiệu các bạn một sản phẩm dụng cụ làm bún bằng tay. Đây là hàng mới về của shop nha các bạn nha. Hàng rất là đẹp, chất liệu đó là thép không rỉ. Đây, shop có tổng cộng có 3 loại nha các bạn. Loại đầu tiên là loại 2 chân các bạn, nhìn rất là chắc chắn. Nó nặng tới 6,4 kg bằng thép không rỉ nha các bạn. Sản phẩm này thì đi theo của nó là có 7 đầu khác nhau các bạn ha, làm bún bánh canh, làm nuôi. Đây, nó được bao bọc bởi một cái lớp cao su tay cầm rất là nhìn rất là chắc chắn. Sản phẩm này là được lắp ráp về, nếu mà các bạn nhận hàng sẽ được là đóng trong một cái thùng và có đầy đủ ốc phụ kiện cho bạn lắp ráp ha. Còn nếu giao như thế này rất là cồng kềnh. Đây có các con ốc để các bạn lắp nè, tháo ra tháo vô. Sản phẩm này thì nhìn rất là chắc chắn. Đây, phụ kiện nó rất là dễ dàng sử dụng ha. Nếu các bạn bỏ bún vào thì các bạn cứ quay cái này lên nha, kéo này ra. Cái này hiện tại là mình đang chưa có bỏ mặt. Các bạn cứ bỏ bột vào trong đây ha, xong các bạn thử vô. Mình quay cái này. Quay thì nó sẽ ép xuống ha các bạn. Quay lên và quay xuống các bạn. Tiếp theo thì đây là một dòng có một chân đế nha các bạn, nhìn rất là đẹp dễ thương ha, thép không rỉ, tay cầm thì bằng nhựa cao su các bạn, nhìn rất là chắc. Sản phẩm này thì cũng có đi theo đó là 7 đầu các bạn nha, trang như là 2 chân. Mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem. Nó vẫn là tương tự như nhau thôi, các bánh răng trồng rộng. Tay quay các bạn, thao tác cũng rất là đơn giản các bạn nha. Đây là tay cầm ha. Thép rất là sáng bóng các bạn nhé, có màu cam rất là nổi bật. Còn đây là dụng cụ làm bún bốn chân. Đây có bốn chân ra, thiết kế cũng rất là giống nhau. Tay quay như thế này, quay lên kéo ra. Đối với loại bốn chân này thì nó đi theo chỉ có là bốn mặt thôi các bạn. Bốn mặt như thế này. Hiện tại sản phẩm đang được bày bán tại cửa hàng dụng cụ nghề Hoàng Long các bạn nha. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0917701001. Các bạn yêu thích sản phẩm hãy liên hệ với số tổng đài trên. Có thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ số tổng đài sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn cụ thể các bạn. Đây thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp các mặt vào ha, rất là đơn giản.